Xin chào các bạn đã quay trở lại với Gặp Nhau Cuối Ngày vào mỗi buổi tối. Và hôm nay là thứ mấy? Vâng, 4 tháng 9. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng cập nhật những tin tức nổi bật có trong ngày hôm nay nhé. Mới đây thì một tin tức đã được rất nhiều người hâm mộ quan tâm, đó chính là việc Hồ Ngọc Hà sau khi đã nhận 200 triệu tiền đặt cọc và đã bất ngờ hủy một show diễn tại châu Âu và đã được một ekip chương trình tố. Và ngay lập tức thì phía nữ ca sĩ cũng đã lên tiếng về sự việc này. Những ngày qua thì dư luận đang xôn xao khi mà Hồ Ngọc Hà đã bị Phương Dung Cathy, một bầu show tại hải ngoại, tố vì hủy show bất ngờ vì không có Trấn Thành và anh Đức diễn cùng. Và Dung còn cho rằng lý do từ chối vào phút cuối ở hai đêm diễn tại châu Âu của Hồ Ngọc Hà là vì nữ ca sĩ đã nhận lời một show diễn khác tại Hà Nội cùng thời điểm. Ngay sau đó thì cô còn khẳng định Hồ Ngọc Hà đã cố tình xóa tin nhắn của cuộc nói chuyện, và hơn nữa quản lý của Hồ Ngọc Hà cũng đã nhận số tiền đặt cọc là 8.500 USD và xấp xỉ 200 triệu đồng và xác nhận sẽ tham gia show diễn này. Ngay sau đó thì phía Hồ Ngọc Hà cũng đã lên tiếng về sự việc này. Cô cho biết ekip của cô có yêu cầu bầu show tổ chức chương trình này phải chất lượng và quy tụ nhiều nghệ sĩ cùng biểu diễn trong tour. Và cô cũng nói thêm khi yêu cầu phía bầu show gửi lại chính xác lịch trình và nội dung chương trình thì ekip mới biết là tổng số 4 show diễn thì chỉ có 2 show diễn có Trấn Thành và một số nghệ sĩ Việt Nam khác được tổ chức chuyên nghiệp, còn 2 show còn lại thì phát sinh không giống như thỏa thuận ban đầu. Và sau khi phía Hồ Ngọc Hà làm việc với bầu show về 4 đêm diễn này thì phía này cho biết do chương trình đêm hội chân dài vừa diễn ra mới đây là một chương trình khá lớn tại Đức nên là bầu show tại Đức không dám thực hiện những chương trình lớn tiếp theo tại Đức vào tháng 9 nữa. Chính vì thế mà bầu show này đã chủ động tổ chức thêm những show diễn khác và chỉ có một mình Hồ Ngọc Hà là ca sĩ chủ lực trong đêm biểu diễn. Hồ Ngọc Hà cho biết lý do mà cô hủy show là vì đơn vị này đã không thực hiện đúng cam kết như ban đầu. Và ngoài ra thì Hồ Ngọc Hà cũng khẳng định từ đầu đến cuối cô và ekip của mình chỉ làm việc với bầu show chứ chưa từng làm việc trực tiếp hay là có bất kỳ liên quan gì đến nick Facebook MC Phương Dung Cathy đã tố cô. Ngày 2 tháng 9 vừa qua thì tại Vũng Tàu, một đêm nhạc EDM đã được tổ chức tại trung tâm thành phố. Và điều đáng nói ở đây là những lễ hội EDM được tổ chức miễn phí như vậy thì vẫn là ý thức của người tham gia. Rất nhiều những hình ảnh hỗn loạn và không đẹp mắt đã khiến cho nhiều người xem cảm thấy thất vọng và ngao ngán. Thành phố Vũng Tàu cứ mỗi lần đến dịp lễ hội thì nơi đây lại dường như là nổ tung vì lượng khách kéo về. Và đặc biệt là trong đêm 2 tháng 9 vừa qua, khi một chương trình đại nhạc hội EDM với sự tham gia của rất nhiều ca sĩ nổi tiếng được tổ chức miễn phí ngay tại trung tâm thành phố. Và theo ghi nhận của nhiều người đã đổ về tham gia sự kiện hoành tráng này, thì hàng giờ đồng hồ trước khi đêm diễn diễn ra thì khu vực trước sân khấu đã đông kín người. Đỉnh điểm là khi âm nhạc bắt đầu vang lên thì hàng trăm thanh niên có cả nam lẫn nữ đã không ngần ngại leo thẳng qua hàng rào bảo vệ để tiến sát vào khu vực sân khấu. Chưa dừng lại ở đó, đỉnh cao của ý thức tham gia đêm nhạc của nhiều nam thanh nữ tú ở sự kiện này đó chính là họ vô tư leo lên một chiếc xe hơi đỗ ở gần đó, nhún nhảy đến mức khiến cho chiếc xe hư hỏng nặng nề. Và không những vậy, họ còn vô tư xả rác ra khắp mọi nơi xung quanh khu vực diễn ra sự kiện. Ngay lập tức thì những hình ảnh này được đăng tải và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Hình ảnh chiếc ô tô sập sệ đang biến dạng ngay sau khi hàng chục người leo lên để nhún nhảy và phá hủy chiếc xe khiến cho nhiều người xem không khỏi thất vọng và ngao ngán về ý thức của các bạn trẻ. Những đêm lễ hội EDM miễn phí như vậy được mở ra có lẽ sẽ là những bữa tiệc âm nhạc đầy màu sắc dành cho các bạn trẻ và nhất là vào những ngày đặc biệt như vậy. Tuy nhiên thì câu chuyện về ý thức của người tham gia thì vẫn còn được nói mãi sau khi những lễ hội này kết thúc. Lại là những câu chuyện về ngoại tình, về đánh ghen, về cắt tóc và lột đồ thì có lẽ đã là những tin tức và những câu chuyện không còn quá xa lạ với chúng ta nữa. Và mới đây thì một đoạn clip đã được đăng tải lên mạng xã hội và ghi lại một màn đánh ghen vô cùng dã man dành cho người thứ ba. Và sự việc thì được cho là xảy ra tại Vĩnh Phúc. Sự việc xảy ra tại khu vực khu công nghiệp Bá Thiện, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. Hình ảnh trong đoạn clip cho thấy người phụ nữ đã bất ngờ bị một nhóm người được biết là gồm vợ và người thân của người đàn ông ngoại tình cùng người phụ nữ này. Họ đã cùng lao vào đè cô gái ra giữa đường, chửi bới thậm tệ. Và không chỉ vậy, một người đàn ông khác còn giữ tay cho 4 người phụ nữ xông vào đánh đập một cách dã man. Thậm chí họ còn xé rách quần áo của người phụ nữ này và đồng thời dùng kéo cắt trụi tóc trên đầu nạn nhân. Và ngay sau khi đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội thì đã thu hút được sự chú ý của đông đảo cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự bức xúc trước hành động của nhóm người trên. Có lẽ việc ngoại tình và kẻ thứ ba luôn là việc đáng trách, đáng lên án và không bao giờ được cộng đồng đồng tình hay ủng hộ cả. Tuy nhiên thì việc nhóm người kia có những hành động hành hung người khác như vậy cũng là sai và thậm chí còn là hành vi vi phạm pháp luật. Họ có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về chính hành vi của mình gây ra. Được biết người phụ nữ này sau khi bị hành hung thì đã bỏ đi nơi khác và không trình báo đến cơ quan công an và cũng không ai biết thông tin hiện tại của chị. Hiện tại thì công an xã Bá Hiến đang phối hợp cùng với đồn công an huyện Bình Xuyên để mời những người liên quan về để tiến hành điều tra và làm rõ sự việc. Vẫn là những tin tức về đại dịch sốt xuất huyết, hiện tại thì cả 12 quận tại thủ đô Hà Nội thì dịch sốt xuất huyết đang ở mức báo động đỏ và đại dịch năm nay ở mức độ lây lan cũng như là tổng số ca mắc sốt xuất huyết đã vượt lịch sử của 10 năm về trước.
Chiều tối 17 tháng 8, thì Bộ Y tế đã tổ chức một cuộc họp báo thông tin về tình hình phòng chống đại dịch sốt xuất huyết tại Hà Nội. Và ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, tuần vừa qua thì Hà Nội đã triển khai nhiều biện pháp. Văn phòng Thành ủy Hà Nội cũng đã đưa ra nhiều văn bản chỉ đạo các sở ban ngành cùng người dân tích cực phòng chống dịch sốt xuất huyết. Ông Hoàng Đức Hạnh cho biết, trong 3 tuần gần đây thì số ca mắc mới ở mức 3.400 bệnh nhân và số bệnh viện dao động từ 2.600 đến 3.100 bệnh nhân. Từ đầu năm đến nay thì đã có 17.365 trường hợp mắc sốt xuất huyết và hiện tại số ca mắc sốt xuất huyết tại Hà Nội đã cao nhất trong 10 năm vừa qua và 12 quận huyện vẫn đang ở mức báo động đỏ. Trước đó thì đỉnh dịch cao nhất rơi vào 2 năm là 2009 với 16.090 ca và 4 ca tử vong và 2015 là 15.412 ca. Còn các năm còn lại thì trung bình chỉ có 5.000 đến 6.000 ca và đỉnh dịch thường rơi vào tháng 9 hoặc tháng 10. Tuy nhiên thì năm nay đã bắt đầu ngay từ tháng 5. Dịch sốt xuất huyết là một căn bệnh rất nguy hiểm và nếu như không được phát hiện và chữa trị kịp thời thì cũng rất có thể ảnh hưởng đến tính mạng của người mắc bệnh. Nên là mỗi chúng ta và cùng gia đình hãy luôn sẵn sàng để phòng tránh bệnh dịch tìm đến với chúng ta các bạn nhé. Và đó cũng là thông tin kết thúc cho video ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào các bạn và chúc các bạn ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào tối ngày mai.